Rồi em chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ quay cho bà con mẫu xe nồi đồng gói đá giá rẻ cả nhà mình. Lại một em Toyota dây 7 chỗ nha nha. Dây GL ha. Em này là dây GL đời 2005 nha cả nhà. Xe là cực kỳ đẹp luôn. Đó, xe này hiện tại em đang bảo dưỡng ở bên gara bên em nè. Đó, gara bên này đang bảo dưỡng cái xe này cho khách hàng. Khách hàng nào mua thì cứ liên hệ tổng em phát nha. Dây GL đời 2005 7 chỗ, form dáng nói chung là cực kỳ rộng rãi luôn. Giá rẻ nha cả nhà, giá rẻ ha. Đó. Bà con nào muốn mua thì liên hệ tổng em phát nha. Xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là bà con mình muốn mua một cái con xe mà 7 chỗ để đi gia đình, mình chưa có tài chính cao á, mình chưa có tài chính nhiều á, để mua những cái con xe nó nhiều tiền hơn thì có thể rước em nó nè. Đời có 2005 thôi nhưng mà cái chất xe nói chung là cũng còn đẹp. Đó, nói chung là những anh chị em, bà con nào, cô bác nào á mà chung chung tuổi thì rất là thích cái dòng xe này. Nói chung là Toyota mà nồi đồng cối đá chạy nó cũng khá là bền bỉ. Nói chung bền bỉ hay không á cũng quan trọng cái người cầm lái nè, cái bác tài nữa đó, biết xài xe, biết điều khiển xe đó, biết giữ gìn xe thì không bao giờ hư nữa nha. Còn anh chị em bà con mình cứ chạy thí chạy bừa, xe cỡ nào nó cũng hư hết trơn á. Người đây mà nay khỏe mai bệnh cũng chưa biết được, mà cũng chỉ là cái xe. Cho nên là tốt nhất là mình phải kỹ càng ha. Đó, xe này thì bụi nhưng mà rửa ra rất là đẹp ha. Nói chung con này thì sơn rin còn ít thôi, không còn nhiều. Quan trọng là máy số gầm bệ nó như thế nào thôi. Chứ còn bà con mình quan trọng quá sơn rin hoặc là cái này kia, em nghĩ là sơn này thì chắc không còn sơn rin đâu. Nhưng mà cái chất xe rất đẹp nha cả nhà. Chất xe là không có gì phải bàn hết nha. Đó, 7 chỗ, form dáng rộng rãi, ngồi được 7-8 người. Đó, nhiều lúc chở mẹ già đi khám bệnh, chở ba đi khám bệnh hoặc chở ông bà mình đi du lịch các kiểu, coi là điểu đều được hết nha. Xe này vỏ lớp hầu như là còn rất là đều và rất là đẹp ha. Giá thì rẻ, thì lâu nay em cũng bận biểu không có lên được những cái video du lịch cho cả nhà mình xem. Này chốt rồi. Thì cả nhà thực sự muốn mua xe 7 chỗ, 4 chỗ, 16 chỗ hoặc là 29 chỗ Coty, Samco có liên hệ tổng em phát nha. Nói chung bà con muốn xe nào đó thì cứ alo cho em. Xe này thì chắc xe rất đẹp, rất liền lạc. Nói chung bà con mình xem và hãy đánh giá cùng với em ha, coi thử đúng như cái lời em quảng cáo hay không. Đó, đúng như cái lời em quảng cáo hay không. Bước chân bệ bước còn khá đẹp, chắc xe nói chung là còn tương đối khá là ok ha. Xe này 100 mấy chục triệu thôi đó. Bà con có một con 7 chỗ như thế này để đi rồi đó. Xe này đang bảo dưỡng ha, tắp bi tắp lô còn khá là liền lạc, khá là đẹp luôn. Toyota dây GL ha, bản này bản gia đình ha. Nói chung là không có qua kinh doanh taxi dịch vụ gì hết. Con nhìn cái cửa số của nó nè đó, bà con mình cũng thể đánh giá được nè đó. Nhìn cái trần của em nó nè đó, trần rồi tắp bi tắp lô khá là đẹp, khá là liền lạc nha cả nhà đó. Rồi bà con nào thực sự muốn mua cái dòng này thì cứ alo cho em nha, alo cho em sớm đi. Xe này nói chung là đẹp nha cả nhà. Này nói chung là cái dòng này nó bền, nó không có chạy kinh doanh như những cái dòng Innova ha. Innova thì người ta kinh doanh nhiều hơn đó, nhưng mà bà con mình có thể là mua xe này về bà con mình rảnh rỗi thì cho thuê xe tập lái cũng được, hoặc là mình kèm cọc cho anh chị em bà con nào đó cũng được ha. Form dáng đèn rồi còn đẹp nè đó. Bà con mình hãy cho em một cái đánh giá về cái video này nha, để thực tế cái xe nó như thế nào bà con mình hãy đóng góp thêm ý kiến cho tàu An Phát nha. Vô lăng của em nói nè, máy số cực đỉnh ha, con quan tâm thì gọi ngay cho em. Thì xe nó có vòng vòng nó chỉ có vậy thôi đó, vòng vòng em nói chỉ có vậy thôi. Bà con nào quan tâm thì alo lại cho tổng An Phát. Con dáng xinh xắn nhỏ nhắn ha, đó, rất là thích hợp cho bà con nào mình với số vốn dưới 200 triệu một con xe nồi đồng cối đá như thế này, thì bà con gọi ngay cho em ha, để có một cái giá tốt nhất cho bà con của mình khi đến xem xe và mua xe tại cửa hàng cũng như salon bên tàu An Phát ha. Bên tàu An Phát đang hiện tại đang có các dòng 4 chỗ 7 chỗ rất nhiều đó. Bà con cũng có trao đổi cho bà con mình nữa, bà con có xe nào đó muốn trao đổi cứ alo lại cho em nha. Thôi đến đây thì em xin chúc cả nhà mình thật là thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống này.
chúc bà con mình thuận lợi hơn, phát triển hơn nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.